khu đấu xảo nước ta tuy không rộng lắm, hạng tinh xảo cũng không nhiều lắm, nhưng đều là những vật rất tốt, khiến người các nước phương Tây đều thích ngắm. Cho nên từ ngày hội mở trở về sau, người xem khu đấu xảo nước ta không ngớt, khi nhiều thì 100 người, khi ít thì cũng 30 đến 50 người. Tổng thống Pháp nhận xét các hàng hóa nước ta đều tốt. Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Thuộc địa nói, người phương Tây thích xem những vật khác lạ, các đồ vật nước ta tinh xảo, đẹp đẽ, cho nên người phương Tây rất thích xem vậy. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thương mại cho rằng, lần đầu nước ta sang dự đấu xảo mà vật tốt cũng nhiều như vậy, lần sau lại đấu xảo tất gấp 3 đến 4 lần vậy. Lần đó, nước ta đã đưa nhiều sản phẩm của nghề thủ công ở tỉnh Hà Nội, Nam Định đi tham dự, đặc biệt là các đồ vật khảm xa cư được khâm phái các nước đánh giá là tốt nhất. Đó là lần đầu tiên người Việt Nam, trong đó có Hà Nội, mang hàng thủ công đi tham dự đấu xảo quốc tế. Cuộc đấu xảo có tới trên 30 nước tham gia. Đây cũng là bước đầu tiên trong hành trình tham dự các đấu xảo quốc tế sau này của người thợ thủ công Việt Nam. Trở lại đấu xảo tại Paris vào năm 1889. Người Việt đã thể hiện chuyên nghiệp hơn khi cho xây dựng hẳn một khu trưng bày của Bắc Kỳ. Trong đó không thể thiếu các sản phẩm thủ công. Hẳn là các sản phẩm thủ công trong hai cuộc đấu xảo trên đã gây được nhiều ấn tượng cho người Pháp và các nước tham gia. Nên vào năm 1893, Thống sứ Bắc Kỳ gửi công sứ các tỉnh Bắc Kỳ nhấn mạnh. Để gây ấn tượng mạnh mẽ hơn trong lần tham gia tiếp theo này, Đốc lý Hà Nội cũng đề xuất dựng mô hình các làng nghề truyền thống của Bắc Kỳ để giới thiệu đến đông đảo công chúng về ngành nghề thủ công truyền thống của người Việt Nam. Tại đây vào năm 1906, triển lãm thuộc địa được tổ chức, bài viết của tác giả Henry đăng trên báo Từ Ngày Bắc Kỳ đã không tiếc lời khen ngợi những sản phẩm thủ công của người Việt. Ngày nay, người An Nam đã hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của từ đấu xảo. Thêm một hoạt động đặc biệt là những người thợ biểu diễn tay nghề trước công chúng. Người Pháp thì rất quan tâm đến các sản phẩm thêu thùa, chạm khảm, tơ lụa. Đến triển lãm thuộc địa Marseille tiếp theo vào năm 1922, không đợi đến khi được chính quyền gửi yêu cầu, người thợ đã chủ động xin được tham gia đấu xảo quốc tế. Và thậm chí họ còn có tham vọng lớn hơn được học tập tay nghề ở nước ngoài. Sau khi mà tham gia cái hội chợ đấu xảo tại Marseille cũng như là của Paris ấy, thì các nghệ nhân ở Vạn Phúc đã cử lại ba cụ ở lại nước Pháp để học theo cái những cái công nghệ để về phát triển thêm cho cái nghề dệt lụa Vạn Phúc. Một cụ thì là chuyên học về mẫu mã, một cụ thì học về thiết bị và một cụ học về chuyên nhuộm. Chính vì lẽ đó cho nên là cái nghề dệt lụa ở Vạn Phúc được phát triển trong những cái thời điểm từ năm 1930 cho đến năm 1944. Họ muốn bước ra khỏi vòng kiềm tỏa của chính quyền và của truyền thống cũ chăng? Chỉ biết rằng trong triển lãm kỹ nghệ quốc tế Paris vào năm 1937, chính quyền thuộc địa có đưa ra quy định cho những người thợ tham gia đấu xảo lần này một sổ căn cước và giấy giao kèo để chắc chắn rằng họ sẽ trở về. Đấu xảo tại Hoa Kỳ này đánh dấu một bước tiến xa hơn và dài hơn trong hành trình chinh phục thị trường nước ngoài của người thợ thủ công Việt Nam, bước ra khỏi đất nước bảo hộ.
đấu xảo cuối cùng liên quan đến các nghề thủ công Việt Nam tham dự, còn được nhắc đến trong tài liệu giai đoạn này là triển lãm quốc tế San Francisco tại Hoa Kỳ vào năm 1939. Nhưng đây là một triển lãm du lịch. The spirit of the dance expresses in music and in motion all the static. Chương trình tham gia triển lãm của Bắc Kỳ gồm có: chương trình này rõ ràng gợi ra một hướng đi mới, một tiềm năng mới, kết hợp du lịch với phát triển nghề. Mô hình này cũng đang là xu hướng phát triển hiện nay của các làng nghề thủ công tại Việt Nam. Dù mục đích của các cuộc đấu xảo quốc tế đầu tiên là để phục vụ lợi ích chính quyền thuộc địa, nhưng cũng đã mở ra cho người thợ thủ công Việt Nam cơ hội lớn để tiếp xúc với thị trường thế giới, dù lúc đó vẫn chịu sự kiểm soát của chính quyền thuộc địa. Điều mà cho đến giờ, những thế hệ kế cận của họ vẫn còn kể lại rất tự hào. Có 19, 19 cụ thôi cả. Vâng, 19, 19 là cụ ái là dệt gấm. Vâng, tức là thời các cụ đấy.